Chị là bữa mình có xong sale mấy đôi dép, thấy người ta bán quá ok và quá hời luôn, nên là có tranh thủ xong sale. Nói chung là người ta săn á, cạnh tranh rất là nhiều luôn. Lúc đầu tôi định săn cái kia nhưng mà bị hụt, hơn là cuối cùng tôi cũng săn được ba đôi dép này, nhìn cũng quá trời ưng ý luôn. Tôi á thì tôi thích màu đen mà cái kiểu giống y chang vậy nè, nhưng mà bị hụt rồi. Mai sau á lấy cái shop đó còn cái đôi màu hồng này nè, cũng có cái hình trái tim chiếu chiếu, có mũi to nữa, quá trời ok luôn, nên là hơn là nhanh tay á chộp lấy được. Cái này á, lúc trước á, là shop bán lẻ, mình cũng có mua vài đôi trước đó, mình có quay video cho các bạn coi rồi á. Rồi sau này á, shop muốn xả cho hết luôn, tại vì mỗi thứ á, là còn có vài size nên gom lại bán 3 đôi mà gần 100 cành, nên là hốt luôn. Chứ hồi trước á, tôi mua một đôi lẻ đến 89 cành rồi đó các bạn. Nói thật ra là trước giờ tôi chỉ thích màu đen với lại màu xanh thôi, cái gì mà đồ đẹp này nọ liên quan đến màu đen với màu xanh nữa là tôi thích à. Sau này không biết sao chuyển hướng, thấy thích cái gì đó cute, vui vẻ, năng động, nên là tôi hốt luôn. Hai cái đôi kia thì mình thấy là mình sợ không có biết vừa hay không. Còn cái đôi dép kịp này nè, cái lúc đầu mình tưởng đâu là vừa ai về đâu, lát mang ra thấy rộng mà không hiểu ha, ba đôi cùng một size nhưng mà đôi dép là mang nó rộng quá trời quá đất. Còn hai đôi kia tưởng không vừa, ai về đâu là vừa không tưởng. Tính ra tôi mua vài đôi dép này cũng vì cái đôi màu hồng có hình trái tim bắn cung chiếu chiếu gì nè. Tôi kiếm trên tất cả các sàn rồi nhưng mà không có thấy, chỉ có cái shop này là bán thôi. Mà hôm bữa người ta có cái đôi màu đen nhưng mà size nhỏ quá không có vừa, hơn là người ta xả ba đôi này nè, có cái đôi mà tôi thích nên là tôi chốt lên liền. Mong rằng tình yêu của tôi sau này sẽ có những cái màu hồng thật là ý nghĩa, thật là đậm sâu, thật là vui vẻ, luôn sống tích cực và luôn hướng về phía trước, luôn hướng đến nhau, luôn nghĩ cho nhau và không màng đến những người ngoài, người dưng, mà chỉ cần hai người cùng hiểu nhau là đủ. Kế tiếp là kiện hàng thứ hai của tôi đã mua, đó là bánh tráng dầu tuổi thơ. Nhớ hồi xưa đi học, nhà có hai chị em, nói chung lúc đó gia đình còn rất là khó khăn và vất vả, còn phải đi mưu sinh, bươn trải. Thì lúc đó trong căng tin người ta bán một bánh tráng này nè, hồi xưa có 1.000 thôi, nhưng mà mỗi lần muốn ăn á là cũng phải suy nghĩ đắn đo, tại vì á một ngày đi học á mẹ cho có 2.000 à. Rồi thấy người ta được ăn uống, mua nước, ăn bánh tráng rồi ăn mì gói, nhưng mà mình phải suy nghĩ là mình có nên ăn hay không. Mỗi lần thèm lắm á thì mới mua, mà ăn một bình đâu có đã đâu, một bịch có chút xíu à. Yay, thèm quá nên mua 2 bịch để dành ăn, mà ăn từ 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 thưởng thức. Giờ có cuộc sống vất vả hồi xưa mà mới biết trân trọng cuộc sống như bây giờ. Nói chung là mọi thứ á, nó cũng khá là ổn định hơn hồi xưa nhiều lắm rồi. Và cũng nhờ hồi xưa bà ngoại tôi vì bán vé số cũng phụ giúp cho gia đình tôi, cho tiền tôi mua sách vở, lâu lâu dúi vô tay cho 5.000 10.000, phụ bà ngoại rửa chén, ngoại cho thêm được một chút đỉnh, mới mua được một tô mì gói ở trong căng tin của trường ăn. Thì lúc đó một tô mì gói là mì gói ký chứ không phải là mì gói hảo hảo hay như thế nào đó, nhưng mà cảm giác mỗi lần mà được ăn một tô mì gói đó cảm giác nó rất là ngon luôn. Tô mì gói chỉ có một gói mì ký và một cục bồ viên, thì lúc đó trường tôi bán là 10.000 thì phải, nhưng mà đối với tôi á được ăn một tô mì gói nó xa xỉ lắm kìa. Đến tận bây giờ mà mỗi lần mẹ tôi nấu nước lèo á có xương như này như kia nhưng mà tôi vẫn thích ăn chung với mì ký, cảm giác nó ngon lắm, nó gợi lại rất là nhiều ký ức của tuổi thơ. Bây giờ thì cuộc sống đỡ hơn xưa rồi nhưng mà bà ngoại tôi không còn bên cạnh tôi nữa. Có những thứ có tiền mới mua được, có những thứ cần rất rất nhiều tiền để mua được, nhưng có những thứ có rất rất nhiều tiền cũng không thể mua được, đó là người thân. Mỗi lần ra đường mà nghe tiếng xe cứu thương, tự nhiên mọi thứ nó cứ ùa về. May mắn thay, tôi vẫn còn cha mẹ, dì hai và những người thân yêu luôn bên cạnh và ủng hộ động viên tôi. Hãy trân trọng những gì mình có và đừng dòm ngó những thứ không thuộc về mình. Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, còn thế giới này phải có điều kiện mới yêu thương con. Đây là tôi có đọc một cái câu nói rất là hay. Khi mà bạn nghèo khổ, bạn thử coi cách những cái người khác đối xử với bạn ra sao. Để khi mà bạn giàu có, bạn biết thế nào là đối nhân xử thế với những người. Khi mà mình nghèo khổ đã từng trân trọng mình, không chê bai mình, luôn yêu thương mình. Để khi mà mình có khả năng hơn, mình có thể đền đáp lại cho những người đã từng giúp đỡ mình. Còn những người mà lúc mà mình nghèo khổ, kinh kỳ hay như thế nào đối với mình, thì khi mà mình có điều kiện, mình đã biết bộ mặt thật của người ta mà né. Nghiệp quả luôn luân hồi, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi luôn tin rằng dù ai có hãm hại mình, nhưng mà đại nạn không chết, tất có hậu phúc.